chẳng không đẹp nhé. Cùng nó cái trong cái chương trình download file, upload file thì cùng ta lấy từ cái server, NTP server nâng download thì PC, yeah, download file thì NTP server, PC này trên thì NTP server vậy. Trong NTP server cứ với mình là cái nào sự chú thế cứ về để dùng đọc tới với tất cả username password. Trong những thứ đôi thì NTP thì NTP cứ mình username password để vì ở sự chú chẳng. Thì mỗi bài lọc cho bạn những thứ cả username password nên là NTP server vậy. Trong chỗ là server cho bên switch cho biết thả NTP và mau ní cứ chơi user dùng tập cả user anonymous password anonymous đấy read mình thả ở trong bàn và download đấy upload được bàn đấy link mình thả ở trong sau mà link mà thả không ra tới trong việc là hiện trong default cứ thử bàn bị lục chào chưa đây của mình và Cisco không lấy sức chủ thị submit admin password Cisco chứng nhận thay permission là full permission đây của bạn hai cái bật on rồi đi chứng nhận thơ là lần đầu tiếp là lớn server TP brand server UPCP server on server hai remove đang chờ hai rồi default card user here non mặt hai read ta download đấy hai list rồi ta show mở đấy admin special score full control thay đổi chẳng đi mỗi cái ở dạng cho tôi cảnh home laptop tôi mới cho thật chỉ ta desktop chỉ được ta dùng mơ ta không nói mình phải được là chứ mình bị phải mình readme nó simple phải chẳng mình nói cái trang ở dạng upload ở phần năng tự cảnh central server ATP nó cứ chỉ command sử dụng cho remote tài khoản ATP server trong này server nó chỉ muốn là copy page vô mà trong đó hình dung thì chúng cho cái này ở lửa fast forward trong cái user per user admin set full control nó tầm bài lọc cho nó thì chúng ta mới nhìn on screen này chưa toàn on screen mà ta oh admin user Cisco chúng ta click admin user Cisco click add ok remote nào tiện user admin password Cisco cái chỗ lên này người ATP chẳng cái ở dân phở của mình đìa mình chẳng thích chỗ đi ở ly mấy người ta dẫn đi người ta dẫn show mà bàn ta lơ lơ ra tờ dẫn mình cái là in lơ xua cho mình cái là chẳng nhé file của tôi đọc bên nó sẽ ai ở vô ra tờ bất bị cháy chẳng cái dân phật mình post mê ta dân upload đặt file mình dân show khi mình file mình định mi hay là simple file lắm hoặc upload cho tất cả ATP server chẳng mới dùng mới lên server chẳng được bỏ ngoài miền đấy chẳng dân upload bị công tơ dân tay mà post readme.tt dân nick
của pin nó với không sợ tự sao thông về bậc cảnh cứ việc ở đây bậc khó sợ thì chẳng chồng chứ mở điểm đâu thì mình pha nó sẽ là server bên trên sẽ nước bạn bật chọn chẳng kêu dân thì mô tầm đầu tiên là căn server thì pì này cho brand server đâu mình như remote tập đoàn đó là remote tập đoàn sản phẩm đó và laptop nó đây control C chạy chân reset admin xong xoay tựa toàn bạc sử dụng đem ta toàn bạc toàn create user và chỉ chút click chút add mà ta này là toàn này for play listen so to find the set of that okay the mode to my chọn là mình click back user mình click create user chúng mình đem vào cho Cisco thôi để mình lại đi thế là dân lý mở mình được lắm thì mọi mình phải là cái chương trình port rất mì dân upload cho mì dot tat điểm nó hiện mơ mơ ok miền step thì mới tập bằng bạch chọc chân ok step thì mới tập bạch chọc anh chắc chân mới step thì bày còn là PC thù PC thù PC thù PC thù chân gọi là remote tất cả central server ATP nó là mấy remote Central server ok per user number password anonymous đã ok tụi mà điểm ở nơi việc là nhé phải được bây giờ mình má vì ao dân gạt nghe cho dân thật mình gạt là download đi server tất cả cụm tờ dân về mình lấy dân mà cụm tờ dân mình phát mình này right. Đây phải thích tờ tờ cho bạn mình đấy mình phát được mình không thế chứ dân download đi server mình đâu download đi server tất cả cụm tờ dân đó như phần của mình get mình đang chuyển download thay mà xin chào get thay ồ tuấn chỉ một chỗ sửa xe nào mà nè
Readme. Mở ra lời nhé, nhưng mà lần nào thì khởi nhận rõ cái bài này nhé, file cho nó lột bài này chẳng cái dân tem ở đâu mình chân thay trời thay trời trời chứ mình ta đã lột cả trong cái dân tem mà ta đã lột cả rồi chứ upload cả rồi chúng tôi put upload get download sama upload dulu ya. Kita permission deny ini kita juga permission sebelum upload jauh lah. Oke, jangan kau yang tanya yang mendang tiap lewat smartphone. Smartphone cho mình cái là không cho mình là simple file này mình readme file này chắc chắc download bị server màu ok remote test server server remote test và user nó mới không được cái này user nó mới download file readme ba này download ba này tấm sạc te download ban cho download ban nào mình giờ mình bị sao nữa bây giờ nó nên là mình thật một đầu mà readme permission đi nãy giờ đây giờ mình permission xem là upload đây chúng ta nó chào lại